Châu An kính chào lại tất cả các quý vị mến thương trong diễn đàn. Nhân dịp chuẩn bị đón xuân, Châu An chúc cho các quý vị đầu tiên nhất là sức khỏe lúc nào cũng luôn dồi dào. Và đặc biệt vấn đề kinh tế là tiền vô ào ào, cái điều nó quan trọng lắm. Sức khỏe và kinh tế nó phải đi đôi. Có sức khỏe mà không có kinh tế thì cũng không được. Mà có kinh tế mà không có sức khỏe thì cũng không xong. Nên là nó phải đi đôi các quý vị nha. Mong là hai cái điều này Nguyên nghĩ là hai cái điều mà hiện bây giờ Nguyên kêu là 90% người dân bình thường chúng ta sẽ có sự nhu cầu đó. Sức khỏe và tiền bạc. Và mong là cái nó sẽ đem lại cái sự may mắn cho các quý vị. Đây là lời chúc chân thành của Nguyên trong nhân dịp đầu năm. Và trước khi chúng ta đến những bản tin thì cho Nguyên có một lời cầu xin. Các quý vị cũng biết là mấy bữa nay đó, ở tại Việt Nam đó, nó có vấn đề là kêu là mấy nhà nông á, người ta trồng hoa, trồng cỏ để dịp Tết á, để mà trưng ở trong nhà đó, đang bị ế. Với cái giá nó rất là rẻ, có mấy chục cành gì đó. Nếu các quý vị mà thấy bây giờ ngày 5, ngày 7 tay rồi, thấy người ta ế quá, có điều kiện á, thì mua dài thêm vài chậu bông về giúp đỡ người ta. Làm phước, trang trí được nhà, một công hai việc. Hình ảnh rất là đáng thương. Cho những nhà nông người ta trồng trọt thì cho nó đã mùa năm nay để mà kiếm một chút xíu vốn để ăn Tết. Nhưng mà tiếc thay thì chắc là bởi vì kinh tế đang eo hẹp, nên là người ta cũng không có xài tiền được nhiều. Nên là bây giờ nó ế lắm. Nên là bà con, cô bác, anh chị em nào mà có điều kiện, Nguyên không ép những người không có điều kiện. Những người mà có điều kiện thì mấy chục ngàn không có bao nhiêu hết, thì mình mua thêm một hai chậu bông, mình trưng ở bên trái bên phải cho nhà nó vừa đẹp nha. Mà ngược lại mình cũng giúp đỡ người ta, một công hai việc. Đó là lời chân thành xin xỏ của Nguyên cuối năm. Và bây giờ những chuyện cần thiết đã nói, chúng ta đi vào những sự kiện của ngày hôm nay. Nó thực tế là rất là lo cho Ukraine. Các quý vị biết là ai cũng vậy, người ta lợi dụng khi lúc kẻ địch yếu, thì bây giờ Ukraine rất là yếu. Cái yếu của Ukraine đó là bởi vì cái gói trợ cấp mà phương Tây, châu Âu, Mỹ quá chậm. Chúng ta đều biết là cái gói trợ cấp của Mỹ nó đang gặp trục trặc. Rồi cái gói trợ cấp của châu Âu thì mới vừa thông qua không lâu. Nên là nó dẫn đến cái tình trạng của Ukraine nó đang gặp khó. Khi lúc đó Ukraine còn đang lục đục nội bộ trong lực lượng quân đội và chính phủ. Nên là đây là một cái thời cơ tốt cho Putin. Và Putin thì tất nhiên là nắm thời cơ rồi. Ngày hôm nay thì Putin tấn công rất là nhiều. Tổng cộng cái số lượng hỏa tiễn mà Putin tấn công là 44 cái hỏa tiễn và 20 hay 20 mấy chiếc máy bay không người lái. Có nghĩa là tổng cộng hết tất cả mục tiêu đã tấn công là 64. Đặc biệt là Putin xài tới 44 cái hỏa tiễn. Nhắm vào thủ đô, nhắm vào nhiều nơi tỉnh thành. Vì Putin tại sao tấn công nhiều? Nó có hai nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là Putin muốn trả đũa cái cuộc tấn công của Ukraine trong mấy ngày gần đây. Các vị cũng biết là mấy ngày gần đây thì Ukraine họ đã tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga và đã làm tổn hại nặng nề, đặc biệt là cái nơi chứa dầu, lọc dầu của Nga. Nó làm cho cái có thể nói là chưa bao giờ có đất nước Nga sản xuất dầu hỏa mà chậm như vậy. Hai cái nơi lọc dầu lớn nhất của Nga phải ngừng hoạt động. Và cái điều đó làm tổn hại cái nền kinh tế của Nga khá nặng nề. Nên là Nga đã bắt đầu giận dữ và Nga muốn đáp trả lại các hành động của Ukraine. Và cái điều đó đã dẫn đến Putin trả đũa. Cái vấn đề thứ hai đó là Putin đều biết là cái hệ thống phòng không của Ukraine đang yếu kém. Cái số lượng mà hỏa tiễn phòng thủ nó không còn được bao nhiêu. Nên là Putin biết rằng là nếu mình tấn công bây giờ đó, cái cơ hội thành công nó cao hơn. Nên đây là lý do tại sao ngày hôm nay Putin dùng hỏa tiễn nhiều, 44 cái hỏa tiễn. Putin dùng kinh phí, Nguyên nhiều khi Nguyên cũng gãi đầu lắm, Nguyên không hiểu là hỏa tiễn ông lấy ở đâu ra mà ông bắn hoài. Nhiều khi Nguyên không hiểu luôn, cứ vài tuần là ông bắn những loại hỏa tiễn. Mà không biết ở đâu mà ông bắn hoài các cái về. Và cái số lượng mà bắn ngày hôm nay nó rất là nhiều. Đặc biệt là đã tổn thất khá là nặng nề ở tại thủ đô, ở tại thành phố Mykolaiv và nhiều nơi khác.
Và cái cô chú anh cho biết là cái khả năng của Uy Khanh nó ngăn chặn tổng cộng quà tiễn thì Uy Khanh ngăn chặn được 29 cái quà tiễn. Và máy bay không người lái thì Uy Khanh ngăn chặn được 15 chiếc máy bay không người lái. Thì cái con số này mình tính ra bình quân khoảng tầm 50%, 55-56 gì đó, thì nó cũng không đạt được tiêu chuẩn. Trong nguyên nhắc là cách đây vài tháng về trước thì cái khả năng của Uy Khanh phòng thủ đạt trên 85%. Nhưng bây giờ Uy Khanh cao lắm có khả năng ngăn chặn được 50% mà thôi. Thì đây nó chúng ta thấy rõ được là cái tình hình phòng thủ của Uy Khanh về hệ thống phòng không nó đang ở trong cái giai đoạn nghiêm trọng. Thì cái điều này là cái điều mà chúng ta thấy rõ được là trong thời gian vừa qua Uy Khanh họ kêu gọi sự giúp đỡ khẩn cấp. Nhưng là bởi vì ông phương Tây lề mề, nhiều vấn đề nó xảy ra, nên là dẫn đến cái sự bế tắc về vấn đề hỗ trợ. Đây cũng là bài học chúng ta phải tự đứng lên trên bản thân đôi chân của mình mà không chờ người khác giúp đỡ, vì người ta chưa chắc giúp đỡ mình cả đời. Và bây giờ thì Uy Khanh họ đang phải suy nghĩ những cái biện pháp nào đó để mà làm sao bảo vệ bầu trời của mình tốt hơn. Họ phải chờ đợi rất là nhiều, họ phải chờ đợi mà F-16 đến, họ phải chờ đợi là họ đủ khả năng chế tạo hệ thống phòng không ở tại đất nước. Nhưng cái điều đó nó phải cần thời gian, nó phải cần rất là nhiều thời gian. Nhưng mà trong cái giai đoạn này thì đang gặp khó, khi lúc đó cái hệ thống phòng không đang giảm bớt đi rất là nhiều. Để cho các quý vị thấy rõ được là Nga đang lợi dụng thời cơ và có thể Nga sẽ làm tổn hại nặng nề đến hạ tầng của Uy Khanh trong những ngày kế tiếp. Đó là bản tin đầu tiên để chúng ta thấy được cái vấn đề khó khăn của Uy Khanh đang phải đối đầu với tình hình. Mà Nguyên hỏi bác Putin nè, đâu phải Tết đâu mà ông bắn dữ vậy? Tết Tây nó qua rồi mà. Người ta Tết Á Châu, không cần ông bắn pháo đâu. Không cần ông chúc mừng Trung Nha Á Châu nhé. Tết Nga đã qua rồi, Tết Tây của ông nó đã qua rồi, không cần bắn nhiều như thế. Nguyên nghĩ là trong những ngày kế tiếp ông ta cũng sẽ bắn. Nguyên nghĩ là trong những ngày kế tiếp thì Nga sẽ không biết Nga tìm vũ khí ở đâu. Thì Nguyên quả thật với các quý vị, có thể là quả tiễn từ Bắc Triều Tiên mà Nga sẽ bắn tiếp tục. Vì Nga đã thăm dò được cái khả năng phòng thủ của Uy Khanh đang lỏng lẻo, thì Nguyên tin chắc là trong những ngày kế tiếp Nga sẽ bắn. Cũng có thể là đến từ hàng hóa của Trung Quốc, chúng ta cũng chẳng biết chăng. Nhưng mà Nga sẽ bắn trong những ngày kế tiếp. Đây là một cái dấu hiệu cực kỳ là không tốt cho Uy Khanh trong cái không khí, bầu không khí cuối năm của Việt Nam của chúng ta. Chúng ta thấy được là có một cái dấu hiệu tình hình khá là không ổn. Đó là bản tin đầu tiên để cho các quý vị nào theo dõi tình hình. Cái lý do đó mà nó đang bất ổn đó, nó khởi sự cũng là nằm cái gói trợ cấp của Hoa Kỳ các quý vị. Cái đáng buồn cho Uy Khanh á, thì ngày 7 Tây là cái ngày mà Quốc hội sẽ đưa ra cái quyết định có thông qua cái gói trợ cấp 64 tỷ cho Uy Khanh hay không. Thì cái kết quả là thất bại. Cái kết quả đã thất bại. Ở dưới Hạ viện nó không được cái sự thống nhất. Trên Thượng viện thì đã xong, nhưng Hạ viện thì cũng không xong đâu vào đâu cả. Nên là cuối cùng cái vấn đề cái gói trợ cấp cho Uy Khanh, cho Do Thái, nó đang nằm ì ở đó, nó không giải quyết được vấn đề. Thì đây là cũng là có thể nói là một cái cú sốc rất là lớn cho Uy Khanh trong một cái giai đoạn mà họ đang cần thiết rất là nhiều về vấn đề kinh phí. Thì ngay lập tức Tổng thống Joe nhà ta đã lên tiếng chỉ trích kẻ thủ phạm đã làm ngăn chặn cái điều đó. Không ai xa lạ, chính là cựu Tổng thống Trump. Thì ông Joe ổng tìm một cái thời cơ để mà ổng chỉ trích vậy thôi, chứ không phải lỗi của cựu Tổng thống Trump đâu. Tuy rằng cựu Tổng thống Trump đã kêu gọi không ủng hộ, cái điều đó mình không phủ nhận. Nhưng mà quan trọng là người dân biểu, đâu phải là cựu Tổng thống nói là người ta nghe. Đâu phải là cựu Tổng thống Donald Trump kêu gọi là người ta bắt buộc phải nghe. Nên là, nhưng mà bác Joe nhà ta là cáo buộc cái sự việc đề nghị của bác Joe đã không thực thi được. Tình hình khẩn cấp ở tại Ukraine không giúp đỡ được. Tình hình đồng minh Do Thái
đang cần tiền không giúp đỡ được. Tất cả tội lỗi là do bác Trump. Tất cả tội lỗi là do bác Trump. Bác Trump đã kêu lên cái sự không đoàn kết, chia rẽ nội bộ. Thì đây là cái cơ hội tấn công vào bác Trump. Tấn công vào bác Trump. Nên là... Thì Nguyên là ngày hôm qua Nguyên có đã giải thích rồi. Bác Joe đặt cược với những cử tri ủng hộ Uy Khanh. Bác Trump đặt cược đến vấn đề nội bộ trong đất nước. Họ đang đặt cược cái lá phiếu của hai đối lập khác nhau. Và họ giữ nguyên cái lập trường của mình để tìm những cái lá phiếu cho bầu cử năm 2024. Thì cái điều mà Nguyên đáng buồn là Mỹ không có giải quyết vấn đề của Ukraine. Ít ra thì họ phải giải quyết cái vấn đề nó khẩn cấp trước. Có nghĩa là ok, chúng ta trích ra một số tiền nhỏ trước, ví dụ là 10 tỷ, 15 tỷ, chúng ta gửi trước. Cái vấn đề 64 tỷ thì chúng ta trừ sao tính sao. Nhưng mà họ không làm như vậy. Họ không làm như vậy, cái đó là cái đáng buồn. Và không biết trong những ngày kế tiếp thì sẽ có cái biện pháp nào để giải quyết cái gói trợ cấp này hay không. Vì Trung Nguyên nói là dù châu Âu có nỗ lực cách mấy, dù nhiều quốc gia có gửi thêm tiền cho Ukraine đi nữa, thì nó cũng không thay thế được cái vị trí của Hoa Kỳ. Vì cái số lượng của Hoa Kỳ vẫn là cái số lượng rất là cao. Và cái sự yểm trợ của Hoa Kỳ nó cần thiết. Có thể là bởi vì vấn đề đó, nên là ngày hôm nay ông Jack Sullivan, cố vấn an ninh của Hoa Kỳ, đã phải bay đến đất nước Mỹ ở thành phố Brussels để mà họp khẩn cấp với Liên minh NATO ngày hôm nay. Bởi vì vấn đề của Mỹ không giải quyết được. Nên là vấn đề kinh tế của Mỹ không giải quyết được để yểm trợ cho Ukraine. Nên là ông cố vấn an ninh của Mỹ đó, ông phải bắt buộc phải gặp Liên minh NATO để mà tìm những biện pháp khác. Có thể là theo Nguyên nghĩ nha, là họ sẽ lấy cái tiền quỹ trong NATO ứng phó cho Ukraine trước, thay thế cái tiền của Hoa Kỳ chưa giải quyết. Vì trong cái quỹ của Liên minh NATO đó, mỗi quốc gia phải đóng góp 2%. Và Nguyên nghĩ là họ sẽ dùng cái số tiền quỹ của năm nay cái năm mà đóng góp của Liên minh NATO đó, họ sẽ bù đắp cho Ukraine trước. Đây có thể cũng là một cái biện pháp mà họ đã từng suy nghĩ qua trong quá khứ và có thể áp dụng để lo lắng cho Ukraine trong cái giai đoạn cần thiết. Cái điều đó là cái điều mà nó quan trọng vô cùng. Thì Nguyên cũng chưa biết cái buổi họp nó đang diễn biến như thế nào. Vì nó đang họp. Liên minh NATO cỡ này họp rất là nhiều. Vì trước cái bối cảnh và tình hình của ngày hôm nay, NATO không thể buông bỏ Ukraine. Nguyên nói là NATO không thể buông bỏ Ukraine. Vì địa lý chính trị, nó là một cái điều rất là thất bại lớn. Nó thất bại cả luôn quân sự và cả luôn trong cái tương lai của NATO. Sự sụp đổ của Ukraine có thể nói sẽ dẫn đến sự tan rã của NATO và cả luôn châu Âu. Nên cái điều đó nó không thể nào để cho Ukraine thất thủ được. Nên là Nguyên nghĩ là bữa nay Mỹ thì vấn đề trợ cấp nó đã bị thất bại. Và họ sẽ xem xét, bàn thảo và thỏa thuận với nhau lại. Thời gian có thể kéo dài cả tháng, mấy tháng. Nhưng NATO, Nguyên nghĩ là sẽ có những biện pháp để mà tìm những biện pháp cứu trợ cho Ukraine khẩn cấp bây giờ. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề cái gói trợ cấp của Mỹ đã bị trục trặc và tình hình đang họp ở tại đất nước Mỹ, thành phố Brussels, khẩn cấp Liên minh NATO để tìm biện pháp yểm trợ cho Ukraine. Bây giờ, với tựa đề chính, Dakivka, các quý vị chắc là nghe rất là nhiều. Hình như là mấy tháng nay các quý vị nghe không ngừng, đặc biệt là cả tuần gần đây thì càng nghe nhiều nữa. Tuần gần đây thì các quý vị nghe rất là nhiều báo cáo của Nga là Nga đã bẻ gãy phòng thủ của Ukraine, Nga đã bao vây Kharkivka. Thực tế thì Kharkivka mấy ngày hôm nay rất là khó khăn. Mấy ngày liên tục các vị cũng biết là Kharkivka bị tấn công một ngày, thí dụ ngày trước là 31 lần, ngày hôm qua là 40 mấy lần, ngày hôm nay 50 mấy lần. Có thể nói là Kharkivka đang bị một cái sự việc áp lực rất là lớn. Và tình hình Kharkivka như thế nào, Nguyên muốn chia sẻ với các quý vị cụ thể.
Cái mặt trận Kakivka đó là cái mặt trận nó đã có từ lâu đời, vì nó gần ở khu vực phía bên Ly Khai mà sát nhập với Nga. Và cái pháo đài Kakivka đó cũng là một cái pháo đài nó khá là vững chắc, vì nó được phòng thủ nhiều năm. Và cũng là một cái nơi chiến lược, nếu mất Kakivka cũng sẽ không tốt đẹp gì cho Ukraine. Đặc biệt hơn nữa là Nga đang tìm cuộc chiến thắng để lót đường cho Putin quay trở lại nắm quyền một cách tốt đẹp. Và các quý vị cũng biết là sườn miền Đông đó, Nga đang dồn dập lực lượng rất là lớn. Thì ngày hôm nay có một cái nhân chứng về tình hình cụ thể, và Nguyên nghĩ là cái người phát biểu này vô cùng chính xác, không ai xa lạ chính là ông thị trưởng ở tại Dakivka, người nắm quyền về chính trị. Ông ta tên là Vitaly Barabek. Ông này ông ta nói một cái điều, nó là trong mấy tuần vừa qua chúng ta đã gặp khó. Cái khó khăn của chúng ta là bởi vì chúng ta thiếu đạn dược so với kẻ địch. Bây giờ tôi nói cho các quý vị biết con số cụ thể. Nga bắn pháo kích vào chúng tôi một ngày khoảng tầm 8 đến 10.000 viên đạn. Nhưng chúng tôi bắn bây giờ chỉ còn có 1.000 thôi. Ngày xưa chúng tôi bắn được 2.000, nhưng bây giờ nó giảm xuống nó còn có 1.000 à. Chúng tôi phải hạ tiện đạn dược đến mức độ đó. Nên nó đã dẫn đến cái ưu thế cho Nga khi số lượng binh sĩ họ đông hơn. Họ đã tấn công chúng tôi rất là nhiều lần trong ngày. Với cái sự nỗ lực và đoàn kết binh sĩ, chúng tôi đã cố gắng chống trả. Họ đã cố tình bao vây chúng tôi. Hiện bây giờ họ đang cắt cái đường huyết mạch tiếp tế của chúng tôi. Cho tôi nói, vài tuần trước chúng tôi đang ở gặp khó khăn, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn nguy kịch. Ông ta dùng chữ chính xác nha, Nguyên dịch cho nó đúng nghĩa, tại vì nếu không, chưa có thất thủ, phải nói rõ là chưa có thất thủ. Nhưng ông ta nói, chúng tôi trong những tuần chừng trước, chúng tôi là ở trong giai đoạn khó khăn, nhưng bây giờ chúng tôi đang ở trong giai đoạn nguy kịch. Và tôi kêu gọi chính phủ Ukraine phải tìm ra biện pháp giải cứu khẩn cấp. Thì cái điều này nó không phải là cái điều gì mới lạ hết các quý vị ạ. Trong một cái bối cảnh mà cái mặt trận chiến trường nó đang khá là phức tạp, và hiện bây giờ cái số lượng binh sĩ của Nga cứ dồn dập diện binh, và Nga không ngừng tấn công, khi lúc đó Ukraine đang thiếu đạn dược và Nga đang lợi dụng thời cơ. Hiện bây giờ tình hình rất là bi đát. Tất nhiên là đài của Nga ngày hôm nay thì họ đã cho là họ đã đánh bật gãy cái phòng thủ của Kakivka rồi, và họ cho rằng là họ sẽ chiếm Kakivka rồi, thì đó là những gì họ nói. Nhưng tình hình giao tranh nó vẫn giao tranh, và lực lượng của Nga cũng đã len lỏi trong thành phố, và có những cái lực lượng đã đấu tranh ở tại nơi thành phố rồi. Khá là lo cho Ukraine ở tại Dakivka. Là Nguyễn thấy tình hình Dakivka, nếu không có một sự diện binh tốt đẹp, nếu mà không có một cái biện pháp khác, Nguyên nghĩ là Kakivka sẽ không trụ được lâu. Bởi vì cái người mà báo cáo cụ thể chính là ông thị trưởng, thì Nguyên nghĩ là không có cái báo cáo nào cụ thể hơn ổng hết. Thì đang rất là lo cho Ukraine. Thì cái điều này Nguyên nghĩ là nó sẽ có những cái sự thay đổi trong những ngày kế tiếp. Đặc biệt là nó sẽ lót đường cho Putin trong cái giai đoạn bầu cử tới tháng 3 các quý vị nhé. Ngày 15 tây tháng 3 là đất nước Nga sẽ là bầu cử. Đó là mình cũng rất là lo. Nó thực tế là mình Nguyên thấy được là chiến sự là gì mà nó lên nó xuống giống như cổ phiếu vậy đó. Bây giờ thì thấy rõ nét là Nga đang chiếm ưu thế. Rồi một thời gian sau thì khi Ukraine được nhận được sự viện trợ thì Ukraine quay trở lại ưu thế. Nhưng mà nói đi nói lại thì cái sự tổn thất của Nga nó không hề nhỏ. Tuy rằng Nga đang tạo ra cái ưu thế đó, nhưng cái tổn thất của Nga trên chiến trường cũng rất là nặng nề. Nga có thể chiếm được Dakivka, cái điều đó là Nguyên có thể khẳng định. Nếu có thể tiếp tục áp đảo như thế này thì Nga có thể lấy được Dakivka. Nhưng tổn thất của Nga không hề nhỏ để lấy lại cái vị trí này.
Châu Nguyên bảo đảm với các quý vị là cái sự hy sinh của Nga để đạt được mục tiêu nó cao hơn những gì Nga đạt được. Nhưng mà đối với Putin, tính mạng của binh sĩ nó không có giá trị. Các quý vị phải hiểu điều đó. Putin không bận tâm về cái sự mất mát nhân lực, vì nhân lực Putin không thiếu. Có mất đi nữa thì Putin cũng khai trong báo cáo là mất tích, khỏi trả tiền. Nên là đối với Putin, vấn đề nhân lực là vấn đề không phải là bận tâm. Đó. Nên là cái điều đó nó khác biệt rất là nhiều trên cái mặt trận chiến trường. Binh sĩ của Nga thì cũng mệt mỏi đó. Nhưng cái điều may mắn cho Nga đó, đó là Nga áp đảo về số lượng. Nga áp đảo gấp 3 lần số lượng của Ukraine trên chiến trường. Phải nói là bữa nay thì nhận khá là những cái tin không hay cho lắm cho Ukraine. Mà mình mong là ngày mai, ngày mốt thì tình hình cuộc chiến nó có sự thay đổi nào đó đột ngột để cho Nguyên có thể cập nhật cho các quý vị và những bản tin vui cho Ukraine có thể đến cho cô chú và anh chị em. Những bản tin mà mình thấy bất lợi tình hình cuộc chiến, thôi chúng ta chuyển sang qua vài bản tin vui vui đi, để thăng bằng lại cái niềm vui của chúng ta sắp sửa đón xuân. Tin vui đầu tiên cho Ukraine đó là gia đình và tập đoàn Warren Buffett đã ghé thăm Ukraine. Nhà tỷ phú Warren Buffett, đứa con trai thứ hai của ông ta đã ghé thăm Ukraine. Gia đình tỷ phú các quý vị. Gia đình nghe là gia đình tỷ phú. Các vị biết là ông tỷ phú đó, ổng có danh tiếng đến mức độ mà ổng đi đấu giá người ta ăn cơm với ổng. Vậy thôi, ai muốn ăn cơm với tôi thì bỏ tiền. Nó lên tới mười mấy triệu đô luôn. Chỉ đi ăn cơm với ông một buổi cơm thôi. Các người biết là gì đó. Có nghĩa là cái tên tuổi của ông, cái khả năng của ông, đến mức độ mà người ta phải dành bỏ một con số tiền khổng lồ chỉ được giữ cái buổi cơm với ông. Đây là con trai của ông đã ghé bên Ukraine và đã tặng con số tiền 500 triệu đô la yểm trợ cho Ukraine. Khi gặp Tổng thống Zelensky và gặp đôi đó thì con trai thứ hai của ông Buffett đã tặng 500 triệu. 500 triệu không hề nhỏ các quý vị. Đây là cá nhân, tập đoàn cá nhân họ tặng 500 triệu. 500 triệu đô la. Thì đây là một cái điều rất rất là tốt. Rất rất là tốt. Bây giờ Ukraine, nó thực tế là Ukraine phải làm sao thuyết phục được nhiều nhà tỷ phú trên thế giới yểm trợ, vì nó thực tế là họ tặng cái điều đó, thứ nhất là họ lấy được tiếng, thứ hai nó không trừ thế, nó có nhiều cái lợi lắm, không phải là chỉ có lỗ không. Tất nhiên là họ cũng phải tốn tiền rồi đó, tất nhiên cho họ cũng phải tốn một số tiền rồi đó, nhưng ngược lại họ có những cái ưu đãi khác. Trong tương lai họ có thể mang giao và làm ăn ở tại Ukraine với nhiều cái ưu đãi đặc biệt. Thì cái điều đó thì cái sự giống như là họ cho cũng giống như một cái sự đầu tư trong tương lai. Đó là một bản tin vui nho nhỏ. Bản tin vui thứ hai, tập đoàn công ty sản xuất máy bay không người lái Baka của Thổ Nhĩ Kỳ chính thức xây dựng nhà máy sản xuất máy bay không người lái ở gần thủ đô Kiev. Và trong tương lai họ phải chiêu mộ hơn 500.000 nhân viên làm việc. Wow, xin lỗi, 500.000, trời ơi, 7, 500. 500 nhân viên làm việc, các quý vị. Nguyên nói thêm nhiều số 0 quá. Lộn các quý vị nha, lộn mình nói lại. Đây là một bản tin cực kỳ là vui cho Ukraine, mà đó Nguyên đánh giá đây là bản tin vui duy có thể là nhiều nhất. Thì các vị cũng biết là hiện bây giờ trên chiến trường á, cái vũ khí không thể thiếu được là máy bay không người lái. Vì nó làm đủ thứ việc hết. Nó là đa dạng. Vừa trinh thám, vừa làm radar, vừa tấn công, vừa phòng thủ. Nó làm đủ thứ việc hết. Loại nhỏ, loại lớn. Mà đặc biệt hơn nữa là ai sử dụng cũng được. Con nít 10 tuổi nó vẫn sử dụng được. Nó chỉ cần ở một cái nơi nào đó, nó vẫn có thể điều khiển được. Thì có nghĩa là
chỉ cần là nó là một cái công nghệ mà ai cũng có thể sử dụng được hết, và nó rất là phổ biến, và đặc biệt là phải sản xuất hàng triệu máy bay không người lái như vậy. Và cái điều vui một cái là người ta mạo hiểm, người ta dám sản xuất ở tại Ukraine, người ta xây hãng xưởng tại Ukraine, rồi người ta mướn công nhân tại Ukraine. Cái điều đó là một cái điều mà mình thấy là nó cái sự đầu tư nó sẽ có đem lại lợi nhuận rất là cao, nhưng nó vô cùng mạo hiểm. Vì chúng ta đều biết là bữa nay nè, thủ đô bị tấn công te tua. Những cái nơi trụ sở như vậy nó sẽ là một cái mục tiêu hàng đầu của Putin. Nhưng mà tập đoàn Paka của Thổ Nhĩ Kỳ họ không ngại, và họ đang xây dựng. Mà cái điều mà Nguyên không hiểu là tại sao họ tiết lộ làm gì gần Kiev, gần thủ đô. Đúng ra là cái vấn đề này mình hoàn toàn phải giữ bí mật. Có thể mình nói ok, chúng tôi sẽ xây cái hãng xưởng ở tại Ukraine, nhưng mình không sẽ không nói là chỗ nào. Mình sẽ giữ hoàn toàn bí mật như vậy. Nhưng bây giờ công khai là gần thủ đô thì người ta mò mò cũng ra. Mò mò hồi đó cũng ra thôi. Tự nên đi báo cáo, giặt áo cho người xem lưng làm cái gì? Chúng tôi và đang xây, họ kêu là chúng tôi đang xây và đang chiêu mộ 500 nhân viên làm việc để sản xuất loại máy bay không người lái chiến sự cho Ukraine. Nguyên biết là trong thời gian gần đây thì phía bên tập đoàn kinh doanh của nhiều quốc gia trên thế giới họ đã ký hợp đồng với Ukraine để sản xuất vũ khí tại Ukraine, vì cái biện pháp lẹ nhất là chế tạo tại Ukraine, bán cho Ukraine, có người tiêu thụ liền. Đặc biệt hơn nữa là bây giờ các vị biết là chiến tranh mà lương công nhân nó cũng bèo, rồi ở Ukraine nhân liệu nó cũng rẻ, nên là cái điều đó chỉ có điều là mạo hiểm với bom đạn thôi, chứ mà đầu tư là kiếm tiền được liền, đầu tư là hút bạc liền, vì Ukraine cái gì cũng giảm thuế hết. Ukraine cho đất giảm thuế, Ukraine kêu là ưu tối đa để lo cho những người đầu tư tối đa, vì đất nước chiến tranh đâu có ai đầu tư. Thứ nhất là người ta đầu tư là người ta đóng thuế, thứ hai là có công ăn việc làm cho dân, dân không có thất nghiệp. Cái điều đó thì Ukraine họ đang cần, nhưng mà cái số lượng mà những nhà đầu tư họ dám mạo hiểm đầu tư tại Ukraine nó càng ngày nó càng ít. Khi lúc đó Trung Nguyên nhắc là đầu tư tại Ukraine có thể xin du quốc tịch Ukraine luôn, một công hai việc, nó nhiều cái ưu tố lắm. Có nhiều cái ưu tố mà gần đây nhất thì chính phủ của Ukraine đã thay đổi cái hiến pháp để dễ dàng thu hút sự đầu tư của khắp nơi trên thế giới. Thì các vị cũng biết là các vị muốn mua một căn nhà, các vị muốn mua một miếng đất của một cái quốc gia nào đó, các vị phải có quốc tịch. Hiện bây giờ đất Ukraine nó rẻ bèo, nhưng mà sau cuộc chiến thì nó lại khác. Bây giờ thì nó không có giá trị, nhưng mà sau cuộc chiến thì những cái diện tích đất đai, những cái nơi này nơi kia nó sẽ có sự xây dựng trở lại. Và khi sau một cuộc chiến thì đất nước nào cũng vậy, cái vấn đề xây dựng nó sẽ là thần tốc, nó sẽ là thần tốc, và là cái nơi mà người ta có thể nhắm vào đầu tư trong một thời gian dài. Đó là bản tin liên quan đến vấn đề của tập đoàn công ty của Thổ Nhĩ Kỳ đã xây nhà máy. Một bản tin vui cho Tổng thống Zelensky, đó là Tổng thống Zelensky được mời tuần tới dự cái buổi họp ở tại Đức, Munich. Trong cái buổi họp này thì nó sẽ nói về vấn đề an ninh quốc gia của châu Âu, đặc biệt hơn nữa là sẽ thúc đẩy cái gói trợ cấp cho Ukraine. Đây không phải là cái buổi họp chỉ của nước Đức không, nước Đức mời rất là nhiều quốc gia khác. Cũng giống như cái buổi họp vừa qua là buổi họp an ninh cho thế giới hay là an ninh cho NATO. Và đây là Munich, là họ đặt cái trụ sở chính đó là an ninh cho châu Âu. Nên là đã mời Tổng thống Zelensky sẽ dự cái buổi họp này. Chắc là Tổng thống Zelensky hiện bây giờ Nguyên biết là sẽ nhận lời rồi đó, mà không biết là ông ta sẽ đi trực tiếp hay là ông ta chỉ có xuất hiện trên màn hình thôi thì chưa có rõ. Nhưng mà Nguyên tốt nhất là ông ta nên đi trực tiếp, vì ông ta phải cần thuyết phục rất là nhiều nhà đầu tư, rất là nhiều người để có thể kinh phí cho Ukraine càng nhiều càng tốt.
Tuần tới thì Tổng thống Zelensky sẽ bận rộn khá nhiều, có thể là nguyên tuần tới thì bận rộn rất là nhiều, vì nhiều phái đoàn ở của nhiều nơi đang đổ xô ghé bên Ukraine. Ngày hôm qua thì các quý vị cũng biết đó là ông Josep Borrell cũng đã ghé. Ngày trước là phái đoàn của phía bên Bồ Đào Nha cũng ghé. Cách đây không lâu phái đoàn của Mỹ cũng ghé. Nói chung chung là sắp sửa vào tháng 2 thì nó có nhiều vấn đề để mà nói, đặc biệt là để đánh dấu cái sự việc xâm lược của Nga 2 năm vừa qua. Nên là Tổng thống Zelensky cũng phải còn phải gặp mặt ông Olaf, Tổng thống Pháp và nhiều người khác nữa. Nên là trong cái bối cảnh mà chúng ta thấy rõ được ngày hôm nay, cái sự xuất hiện của Tổng thống Zelensky thường xuyên trên màn hình đó, nó là cái điều tốt trong cái giai đoạn đang thiếu kinh phí. Nên là cái buổi họp Munich họ mời Tổng thống Zelensky là một cái buổi họp đối với nguyên cực kỳ là nó quan trọng. Cực kỳ là nó quan trọng. Đây cũng là một bản tin vui vui nho nhỏ, bản tin vui lớn cho các quý vị. Đó là đặc nhiệm của Ukraine đã thành công đột nhập vào cái nơi mình kêu là cái mỏ dầu ở tại Biển Đen. Các quý vị cũng biết là Ukraine có một cái mỏ dầu ở tại Biển Đen. Nhưng mà từ lúc cái cuộc chiến tới bây giờ đó, thì Ukraine không quản lý được nó bởi vì bị Nga chiếm đóng. Đây là lần đầu tiên 2 năm Ukraine đã có đủ khả năng để mà tấn công vào cái trụ sở này. Cái trụ sở bây giờ đó nó không còn có hoạt động lọc dầu nữa, mà nó đã biến thành cái pháo đài Khada của Nga. Nó đã biến thành cái pháo đài Khada của Nga. Mục đích chính đó là Nga đặt những cái hệ thống báo động để yểm trợ cho khi mà Ukraine tấn công. Thứ hai là để họ chỉnh sửa lúc mà máy bay không người lái tấn công nó bị xê lịch hay không, từ đó họ biết hết. Và đây là lần đầu tiên sau 2 năm đặc nhiệm của Ukraine đã leo được lên trên chảnh, tấn công sâu vào trong và đã quản lý được cái khu vực này và đã gỡ cái hệ thống, tất cả những hệ thống máy móc của Nga xuống. Nhưng mà sẽ không giữ được lâu đâu. Cái này người ta không dám tấn công vì nó lỗ, vì Nga cũng đang cần thiết cái nơi khai thác dầu hỏa này. Đây là cái nơi mà nó khai thác dầu hỏa mà Ukraine cũng không muốn tấn công, vì nếu mình mất trong tương lai mình xây dựng lại thì tốn kém dữ lắm. Nhưng bây giờ thì họ đã tấn công, họ đã quay video lực lượng đặc nhiệm của họ đi sâu vào trong, họ đang tịch thu máy móc, họ đang gỡ, mà Nguyên nghĩ họ cũng không ở đó lâu. Họ chỉ là tiêu hủy hệ thống, họ gỡ những hệ thống của Nga Khada xuống, chứ họ cũng không ở đó lâu. Vì trước sau gì mà Ukraine lấy cắm lá cờ ở đó thì Nguyên nghĩ là chiều nay Nga cũng sẽ tấn công lại. Mà ở đó thì bị bao vây thì không thể nào thoát được. Ở đó thì tấn công thì không ai dám tấn công hết. Nga cũng không bắn vào vì bắn lỗ cả hai bên. Nên là cái điều đó người ta cũng đang giữ cái đó để sau cuộc chiến để khai thác dầu hỏa. Nhưng đây cũng là một cái lần đầu tiên trong 2 năm chúng ta đã thấy rõ được là Nga đã yếu dần ở tại Biển Đen và Nga không còn đủ khả năng bảo vệ những cái gì mà Nga chiếm đóng. Nên là ngày hôm nay thì được công chiếu trực tiếp một số lượng lính đặc nhiệm của Ukraine đã xâm nhập vào trong như thế nào, khi lúc mà họ đã làm cho những cái chiếc tàu chiến đấu của Nga phải lùi về sau. Nga không còn có thể đủ khả năng bảo vệ nữa, bắt đầu họ gửi những chiếc tàu nhỏ đặc nhiệm leo lên như thế nào, tấn công vô sâu vào trong như thế nào, vân vân và vân vân, những thiết bị gì họ đã nhìn thấy được ở tại nơi này, vân vân, thì vậy thôi. Nhưng mà họ cũng không ở lâu, cắm lá cờ rồi chụp chút xíu lá tấm hình, mà Nguyên nghĩ cũng không ở đó lực. Nên là Nguyên nghĩ là chỉ có chụp tấm hình, tiêu hủy những thiết bị rồi rời khỏi khu vực thôi. Nhưng mà đây cũng là một cái cuộc chiến thắng trong 2 năm vừa qua, lần đầu tiên đã quay trở lại cái nơi mà đã bị Nga chiếm lấy ở tại Biển Đen, các quý vị. Nên là cũng thấy rõ được là nó có một cái sự khá là nổi bật của Ukraine ở tại bờ biển. Cũng thấy rõ được là Nga rất là yếu kém vấn đề ở trên biển cả. Bộ binh thì Nga đang áp đảo, nhưng ở Biển Đen thì Nga đang thất thủ. Đó là bản tin liên quan đến sự việc cái nơi mà khai thác dầu hỏa.
Cái chỗ đó hiện bây giờ chưa có ai bắn hết. Không ai bắn hết các quý vị nha. Bởi vì người ta không muốn. Trời xây dựng cái đó nó tốn kém khủng khiếp tiền. Cái đó là ai cũng cần trong tương lai để mà khai thác trong tương lai hết, sau cuộc chiến hết. Cái chỗ đó dầu quả nhiều lắm. Nên là bây giờ cái chỗ đó thì chỉ có binh sĩ qua lợi đột kích. Thì hiện bây giờ Ukraine đang thắng, đang mới lấy lại. Có trụ được bao lâu thì Nguyên chẳng có biết. Nhưng mà hiện bây giờ đã thắng, đã cắm lá cờ rồi, đã vô sâu vào trong tịch thu tại hết trơn, nguy video hết rồi. Những binh sĩ của Nga bị bắt hay bị gì là hết rồi. Mà giữ được bao lâu thì Nguyên không có chắc cái điều đó. Vì đối với Nguyên, ôm cái đó mà không có bảo vệ được, đó là tự sát. Bây giờ gửi 100 binh sĩ để phòng thủ cái đó, đối với Nguyên đó là tự sát. Vì không bảo vệ được thì cái đồ nó xung quanh nó để tạo cái bên nó bắn cũng chết nữa. Nó bị bao vây một cái, không có cung cấp lương thực, không có cái nhiều vũ khí, nó bắn hồi nó cũng hết, cũng không có lương thực, cũng phải đầu hàng. Tại vì cái đó nó không có diễn binh được, nó cũng không có rút binh được. Nếu mà không có đủ khả năng tiếp tế thường xuyên mà bờ biển mình không bảo vệ được tốt thì không nên ở đó. Tại vì nó không có đường lui. Đó là báo tin liên quan đến sự việc rất là nóng và được rất là nhiều người ca ngợi với cái nhóm đặc nhiệm của Ukraine đã tạo ra được một cái thành tích cực kỳ là lớn trong 2 năm vừa qua. Và bây giờ một bản tin nho nhỏ nữa để chúng ta thấy rõ được là gần đây Belarus và Nga nó càng ngày bắt đầu nó trở thành một quốc gia hay gì đó. Nên là hiện bây giờ người dân Belarus họ vô cùng lo lắng và họ có những cái dấu hiệu muốn bạo động tiếp lại. Trong quá khứ thì Belarus đã có từng muốn lật đổ ông tổng thống Lukashenko rồi, nhưng thất bại nha các vị. Cả mười mấy chục triệu người, mười mấy triệu người xuống đường biểu tình nhưng vẫn thất bại ở tại Belarus. Gần đây nhất thì người dân Belarus họ đã sợ là không còn tồn tại Belarus nữa. Lý do tại sao? Đầu tiên nhất là giữa Belarus và Nga cái vấn đề mà thân thiện xích gần lại nhau nó quá gần. Thứ nhất là Belarus đã có vũ khí hạt nhân. Đó là một việc. Căn cứ quân sự của Nga ở tại Belarus, căn cứ Wagner ở tại Belarus, hàng triệu binh sĩ Wagner vẫn còn ở tại Belarus. Đó là một việc. Thứ hai nữa là truyền thông, thống nhất truyền thông. Có nghĩa là truyền thông của Nga và Belarus là một. Truyền thông của Nga và Belarus là một. Nó không còn là của công ty, không, trở thành là một, thống nhất. Và bây giờ sắp sửa đổi đồng tiền thống nhất. Phía bên Belarus và Nga đang thỏa thuận với nhau vấn đề là sáp nhập đồng tiền, có nghĩa là xài một đồng tiền thôi. Những cái vấn đề mà nó gần đây làm cho người dân Belarus họ lo lắng là không còn tồn tại cái đất nước Belarus nữa mà trở thành một đất nước Nga. Thì bắt đầu đó có những cái phong trào đang nổi dậy. Thì ông tổng thống của Belarus, đó là ông tổng thống Lukashenko, ông mới đưa ra cái quyết định là binh sĩ có quyền bắn vào thường dân nếu gặp nguy hiểm. Theo cái hiến pháp của Belarus là một cái vị cảnh sát hay là một cái vị binh sĩ nào đó đang có trách nhiệm bảo vệ một cái nơi nào đó, thì trước khi họ xả súng họ phải xin phép lên cấp trên, hay là cấp trên đã từng ban phép cho họ, ban cho họ cái quyền, có quyền được bắn. Còn bây giờ thì không cần thiết, họ tự đánh giá lấy. Nếu họ cho rằng là ông tổng thống Belarus, ông ta nói là nếu cảm giác binh sĩ bị tấn công đến tính mạng có thể nguy hiểm, có quyền bắn trước báo cáo sau. Đó, có nghe bắn đi rồi báo cáo sau. Chứ ngày xưa là báo cáo trước được cấp trên chấp thuận thì mới có quyền xả súng. Còn bây giờ không, cứ bắn trước đi rồi báo cáo sau cũng được. Thì đây là một cái điều mà chúng ta thấy rõ được là tổng thống Lukashenko ông ta sợ có sự binh biến ở tại Belarus. Ông ta đang sợ có sự binh biến và ông ta đã ban cái lệnh này để nói cho người dân là ê, biểu tình chống đối chính phủ, cái hậu quả là ăn đạn đó. Ăn đạn. Ông nói thẳng kia là cách của ông nói với dân là gì đó. Tụi bay mà muốn ý định rồi biểu tình rồi lật đổ tao là tụi bay chuẩn bị ăn đạn. Vì tao cho phép nó bắn trước tấu sau rồi.
Nên đây là một cái tình hình ở Belarus, chúng ta thấy tội nghiệp cho người dân bắt đầu nó càng ngày nó càng siết chặt. Người dân thì đang sợ, sợ là ông này ông cuối cùng ông sáp nhập thành đất nước Nga là chết và sẽ bị cô lập đủ thứ cả, nên là bây giờ người ta rất là lo. Nhưng ổng ngược lại thì ổng càng ngày ổng đang dùng biện pháp vũ lực để giải quyết mỗi vấn đề tình hình trong đất nước. Đó là bản tin liên quan đến Belarus mà Nguyên muốn chia sẻ cùng cô chú và anh chị em. Hồi nãy giờ là Nguyên thấy rất là những lời chúc tốt đẹp dành cho Nguyên, cảm ơn tất cả các quý vị nhiều. Cho Nguyên nói là như thế này cô chú anh chị em, cái khuôn mặt của Nguyên á, nó dày nhưng Nguyên chưa bao giờ đi mượn nợ. Nên là một ai đó mà mạo danh tên tuổi của Nguyên ở trong những cái đài nào các quý vị nghe tên là Nguyên Nguyên, hình ảnh Nguyên đó, mà mượn nần là các quý vị đừng có cho. Nguyên mau quên cái bộ não của Nguyên làm việc nhiều quá. Là Nguyên mượn nợ người nào ta rồi là Nguyên mau quên lắm. Cái người ta hỏi Nguyên, anh thiếu nợ em. Nguyên, ủa có sao? Nên các quý vị đừng bao giờ cho mượn. Bởi vì sao Nguyên nói cái đùa nó vui vui trong dịp Tết thì cỡ này các quý vị cũng biết đó. Trên diễn đàn của chúng ta đó, thì cỡ này Nguyên thấy người ta lợi dụng cái tên tuổi của mình và hình ảnh của mình. Người ta dùng cái tên của mình luôn chứ. Họ lấy cái tên của mình luôn. Họ lấy cái khuôn mặt của mình, họ dựng cái tên của mình luôn, cái kênh của họ luôn. Và có rất là nhiều người ngộ nhận. Và Nguyên sợ là người ta dùng cái tên tuổi và hình ảnh của mình để người ta lường gạt người khác là một cái điều Nguyên rất là lo lắng. Đó, mà đặc biệt là các bạn biết là những cái dịp Tết như thế này nó dễ mượn lắm. Nó dễ mượn lắm. À, nó dễ cái lý do này, lý do kia lắm. Đó là cho Nguyên khuyên lời chân thành với các quý vị là không. À, các quý vị nhớ nha. À, bởi vì có nhiều người nói là mình khiếu nại nhiều lắm các cô chú và anh chị em. Nhưng bởi vì cái nhận thức, cái kênh này đóng, khiếu nại nó đóng, vài ngày sau nó mở cái kênh mới, nó mở không ngừng như vậy. À, đặc biệt hơn nữa thì họ còn có những cái ý định xấu, họ cắt ghép những lời nói của Nguyên, rồi họ bôi nhọ danh dự của Nguyên nhiều lắm. Nhưng mà cái vấn đề đó họ muốn làm cái gì làm, Nguyên cũng không có buồn phiền gì cả, vì mình không thể cản người ta được. Ý thức của người ta như vậy thì mình không thể cản được. Chỉ có điều là Nguyên chỉ có lời chân thành gửi cho cô chú anh chị em chúng ta biết để tránh xa, để không bị những cái sự việc bị người ta lường gạt mà thôi. Các quý vị nhớ điều đó. Đó, nhớ là dù nó cho nó mượn nó không có trả đâu, nó đừng có cho nó mượn. Chú anh chị em còn tình yêu, mấy cô nào hay đó, đừng có mà nghe rồi thấy Nguyên thả thính. Nguyên không bao giờ thả thính hết trơn á. Tánh của Nguyên là trời ơi, Nguyên là thích là fast food không à, mì ăn liền không à, hốt vô là hốt thôi, chứ là Nguyên không có rảnh đâu mà giết chết. Nên đừng có bị dụ. Mắc công mai mốt rồi đổi thừa rồi. Anh đã lường gạt tình cảm của em, đó là chết Nguyên nữa. Chết Nguyên nữa, dặn dò kỹ. Nên là diễn đàn nào cỡ này cũng phải nói. Vì sao? Vì Nguyên nghĩ là cái vấn đề mà không nói đó, trước sau gì Nguyên cũng sẽ xảy ra, bị xảy ra thôi. Nên là phải dặn dò mỗi diễn đàn là phải nói nhiều, cũng mệt lắm. À, nhưng mà không nói không được. Biết trước sau gì cái chuyện này nó cũng sẽ xảy ra trong những ngày kế tiếp. Đó. Nhiều khi Nguyên cảm giác là cỡ này nó là ông bà nó nhập hay gì đó, linh lắm. Chúng em ngừng chương trình ở đây. Cảm ơn tất cả các quý vị mến thương. Chúng ta gặp lại sau. Hàm mấy năm lưu lạc, xuân về chưa, xuân ơi, nhìn theo chòm mây bạc, hồn đông đa bồi hồi. Quê ơi, thương nhớ lắm, những mùa xuân ngọc ngà. Xuân nghèo tao loạn, nhưng tình xuân thiết tha. Quê ơi thương nhớ lắm, mừng xuân
mong mãi miết, đợi mùa xuân thái hòa, đợi hoài sao chưa thấy, chỉ thấy mình đơn côi, thấy cờ vàng vẫy gọi đàn con yêu bên trời. Xuân về chưa, xuân ơi, quê ơi bao giờ mùa xuân được hồi sinh, quê ơi bao giờ nhỉ người cho nhau ân tình, bao giờ đàn chim Việt bay về tổ ấm xưa, tìm mặn đời đã mất. Xuân ơi, xuân về chưa? Đời đã mất, xuân ơi, xuân về chưa?